Cách làm hai món chay chỉ từ một nguyên liệu. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Món hôm nay Nhi giới thiệu từ một nguyên liệu, đó chính là bắp chuối. Đầu tiên Nhi sẽ vắt chanh vào trong một cái thau nước trước. Sau đó thì Nhi mình sơ chế cái bắp chuối nha. Một vài cái bẹ bên ngoài màu đỏ Nhi lột ra nhưng mà không sử dụng, để lát mình trang trí. Cái bắp chuối này cũng rất là dễ để sơ chế cả nhà. Cả nhà lột ra hen rồi với những cái nhánh như thế này để riêng, lát nữa mình sẽ làm thêm một món nữa. Và đến cái phần gần ở bên trong thì cả nhà chẻ làm đôi. Mình sẽ lọc bỏ cái phần thân cứng cứng giống như vậy luôn nè. Rồi cho hết vào trong cái thau nước chanh để không có bị thâm với chuyển màu đen. Đây là những cái nhánh hoa chuối bên trong còn non lắm như làm gỏi. Còn với những cái nhánh lớn bên ngoài thì sẽ rút cái phần nhụy ra. Cả nhà rút ra giống vậy nè. Xong rồi mình sẽ đi pha bột chiên giòn nha. Ở đây thì Nhi có ghi cái công thức trên màn hình, hoặc là cả nhà chỉ cần nhắm chừng pha sao cho nó sạch sạch nhẹ giống như vậy là được. Rồi tiếp theo mình cho cái phần hoa chuối vào. Cả nhà trộn đều để cho tất cả các bột đều áo đều từng nhánh hoa chuối. Bắt sẵn một chảo dầu nóng và lần lượt cho từng cái hoa chuối này vào. Cả nhà lưu ý là cho lần lượt nha, chứ mà cho cùng một lần là nó dính chùm. Sau khi thấy vàng chuyển màu thì mình vớt ra. Và bây giờ Nhi pha luôn cái sốt. Hôm nay thì Nhi sẽ pha cái sốt ớt cay cay, gồm có nước tương, tương ớt, đường nè, nước nè, ớt bột Hàn Quốc với xíu ớt cay cay. Khuấy đều. Rồi Nhi cho ở trong cái chảo có xíu dầu á, nấu sôi lên giống như thế này. Đó, sôi thật sôi kẹo, kẹo sệt luôn. Tắt bếp, cho cái hoa chuối chiên giòn vào hen, đảo đều, xóc đều lên. Món này trong món chay rất là phổ biến, hay được gọi là cá cơm chay. Hôm nay thì Nhi làm cái sốt cay, cả nhà cũng có thể chuyển thành cái sốt tiêu cũng được, cho tiêu nhiều một xíu. Rồi cái bẹ bên ngoài màu đỏ Nhi để dành trang trí nè. Cho lên rồi cả nhà điểm thêm một vài nhánh ngò rí nữa. Vậy là được một món. Món thứ hai mình làm gỏi bắp chuối nha. Nhi nấu sẵn một nồi nước sôi, cho một xíu giấm, thêm một xíu muối nữa, và cả nhà đợi cho nước thật là sôi luôn, sôi bùng lên rồi mình mới cho cái bắp chuối vào. Thì khi luộc như vậy á, cái bắp chuối của mình nó sẽ không có bị chuyển qua màu đen quá nhiều. Vớt ra thì cả nhà cho vào trong một cái thau nước đá lạnh nữa, luộc vài phút mềm là vớt ra được rồi cả nhà. Nguyên liệu đi kèm theo nè. Rồi Nhi có một ít hành tây ngâm nước đá với giấm để không có bị hăng á. Rồi Nhi pha cái chén sốt nha. Đơn giản thôi, như ghi công thức màn hình luôn. Gồm có đường nè, nước cốt chanh nè, nước mắm chay nè, rồi một ít ớt xay nữa. Mình khuấy đều, rồi bây giờ mình đi trộn gỏi luôn. Nhanh lắm. Cái hành tây thì Nhi vắt ráo nước nè, để riêng sẵn. Và phần nhân thì Nhi chỉ sử dụng là chả lụa chay. Thay vì cắt thì Nhi sẽ xé. Cả nhà thấy Nhi đeo bao tay vào. Và xong mình xé thành những cái sợi vừa vừa giống như vậy. Thì lát trộn gỏi nó ngon lắm. Thì mình gọi vui cái món gỏi này giống như là gỏi bắp chuối xé phay ha cả nhà. Chả lụa chay cũng rất là ngon nữa. Rồi cho cái bắp chuối vào, cũng xé luôn. Cái nào bự quá thì cả nhà xé ra. Rồi bây giờ cho thêm hành tây vào nè. Rau thơm không thể thiếu là rau răm. Rồi như có một ít lá húng quế nữa, cắt nhỏ nhỏ. Cho cái chén nước mắm chay pha lúc nãy vào luôn. Đặc biệt là cả nhà có thể thêm một cái xíu muối tiêu để mình dặm vào cho đậm đà hơn. Nhưng mà hôm nay Nhi hết muối tiêu rồi, cho nên khúc cuối là Nhi có rắc một ít tiêu xay thôi. Vậy là xong rồi cả nhà, đơn giản cực kỳ. Trình bày ra dĩa nữa nha. Đi với món gỏi, Nhi gợi ý cả nhà kết hợp thêm bánh phồng chay hoặc là bánh đa. Rắc thêm một ít đậu phộng rang giã nhuyễn nữa. Còn nước mắm lúc nãy thì Nhi có chừa ra, trích ra một cái chén nhỏ. Một thố cơm kèm theo để bày chung với lại cái cá cơm chay này nè cả nhà. Rất là đơn giản, dân dã nhưng mà cũng bày được một mâm chay ấm cúng chỉnh chu cho ngày Tết. Cả nhà tham khảo thử nha.